Tin giáo phận Hải Phòng Giáo phận Hải Phòng chính thức nhận lại tiểu chủng viện Ba Đông. Tiểu chủng viện Ba Đông sau hơn 60 năm nhà nước quản lý, nay đã chính thức được trao trả lại cho giáo phận Hải Phòng. Đây là một tin vui làm nức lòng cả giáo phận, bởi mảnh đất này đã in đậm dấu ấn đức tin của bao thế hệ tín hữu miền Duyên Hải. Kể từ khi Đức cha Du Vũ Văn Thiên được Tòa Thánh chọn làm giám mục giáo phận Hải Phòng, Ngài đã nhiều lần làm đơn đề nghị tỉnh Hải Dương giải quyết, trả lại tiểu chủng viện Ba Đông cho giáo phận, phục vụ cho các nhu cầu đào tạo, ươm mầm, ôm gọi. Với sự nỗ lực của Đức Giám Mục và sự tận tình của cha Du Xe Dương Hữu Tình, người được ủy thác lo công việc quan trọng này, sau một thời gian dài kiên trì làm việc với lãnh đạo tỉnh Hải Dương, huyện Gia Lộc và xã Đồng Quang, giờ đây, khu đất tiểu chủng viện đã thuộc về tài sản của giáo phận, và có thể sử dụng cho các hoạt động mục vụ, nhất là việc đào tạo các linh mục tương lai. Giây phút lịch sử trên mảnh đất thiên này diễn ra vào ngày 22 tháng 9 năm 2018, khi cha Du Xe Dương Hữu Tình, chính xứ Hải Dương, quản hạt Hải Dương, đại diện tòa giám mục Hải Phòng, cùng cha Doan Kim Đặng Văn Hoàng, chính xứ Kẻ Bưởi, quản nhiệm giáo sứ Ba Đông đã tới Ủy ban Nhân dân xã Đồng Quang để nhận lại tiểu chủng viện Ba Đông. Cùng hiện diện trong buổi bàn giao này có ông Nguyễn Sĩ Bắc, đại diện ban tôn giáo tỉnh Hải Dương, cùng với đại diện đảng ủy, ủy ban nhân dân xã Đồng Quang. Hai bên đã thống nhất mốc giới và giáo phận Hải Phòng đã chính thức nhận diện tích khoảng 11.000 m2 đất thuộc tiểu chủng viện Ba Đông Cũ. Cùng với giáo phận Hải Phòng, chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tiếp tục cầu nguyện để khu đất tiểu chủng viện Ba Đông phát huy được những hoa trái thiên liêng cho giáo phận hải phòng và cho giáo hội việt nam